Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, trong chuyên mục giới thiệu những bộ bàn ghế phòng khách gỗ hương thì hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng bằng chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Đây là một đơn đặt hàng của anh khách hàng ở Kiến An, Hải Phòng. Anh đã đặt chúng tôi thời gian rất là lâu rồi thì hôm nay chúng tôi mới thi công xong vì đây là hàng kỹ. Nên là trước khi bàn giao cho anh thì chúng tôi sẽ quay lại mộc một lượt để báo cáo với anh và cũng như khách hàng trên toàn quốc là hàng của anh đã xong mộc. Đây là chúng tôi vừa với rửa nước để tẩy axit. Bộ bàn ghế này thì bộ cột 12 gồm có 7 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn to, hai đôn và bàn trà. Thì ghế dài của bộ bàn ghế Minh Hồng này có kích thước dài 1m97, chiều rộng 66 và chiều cao 1m22. Toàn bộ vách là chúng tôi đục tứ quý chữ thọ và trống là trống chim. Phần tay và phần ván được trộn vân kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Phần khuôn chúng tôi làm dày 4 phân, phần ván chúng tôi làm dày 2 phân. Phần cột là chúng tôi làm cột 12, cũng được trộn vân trộn gỗ rất đều và đẹp. Toàn bộ vách và trương thì chúng tôi đục tay 100% thủ công, không can thiệp đục máy CNC. Chúng tôi đục trương là hoa hồng và chim chỉ. Chúng tôi đục những chú chim rất là có hồn. Đây còn gọi là bộ bàn ghế Minh Hồng hay là Minh Quốc Hồng cũng là tên gọi đó. Vì trên thị trường thì nhiều nơi gọi là bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng. Bộ bàn ghế này được anh gửi mẫu qua Gmail và chúng tôi thi công. Toàn bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế chân cong. Chúng tôi xin nhắc lại thông số của chiếc ghế dài này là dài 1m97, rộng 66 và cao 1m22. Phần trương là chúng tôi đục hoa hồng chim chỉ. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng đây. Quý vị đang chiêm ngưỡng trên màn hình là chiếc đôn và chiếc bàn to. Toàn bộ chân là chân cong, quý vị để ý nhé. Vì đây là hàng kỹ. Khác rất nhiều hàng phổ thông, hàng chợ trên thị trường. Toàn bộ gỗ được chọn lọc rất là tinh tế, tỉ mỉ. Sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất. Toàn bộ vân gỗ là vân tự nhiên. Chiếc bàn to này chúng tôi làm với kích thước là chiều rộng 76, chiều dài 1m52. Mặt bàn thì được đục tích sen cò. Có cả tôm, cua. Đây là chúng tôi vừa với rửa nước, tẩy axit. Và đang phơi cho nó khô để đi vào quy trình hoàn thiện. Mặt bàn là đục sen cò. Có cả tôm, cua. Chiếc đôn bé này chúng tôi làm với kích thước là vuông 46, chân cong, chân quỳ dạ cá. Quý vị có thể xem đây, chiếc đôn cũng được chúng tôi trộn vân. Quý vị xem kỹ nhé, có thể phân biệt được với các cái hàng chợ trên thị trường đồ gỗ online. Chiếc bàn trà thì chúng tôi làm kích thước là 63 x 46. Và thông số của chiếc ghế đơn là dài 87, rộng 66 và cũng cao 1m22. Đây là kích thước chuẩn của bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng do chúng tôi ra mẫu vẽ mẫu. Quý vị mà ưng mẫu sản phẩm như này thì quý vị có thể liên hệ ngay cho chúng tôi qua hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế Minh Hồng, vách đục tứ quý. Thì bên cạnh những bộ bàn ghế Minh Hồng này, chúng tôi có những bộ bàn ghế Minh Đào hay Minh Tần Thủy Hoàng, ghế Âu Á Hộp, ghế Minh Quốc Nghê, ghế Nghê Bảo Đỉnh. Quý vị có thể vào trang chủ để xem thêm. Chúng tôi đã đặt link ở phía dưới phần mô tả, quý vị có thể theo dõi. Cũng như là thông số kỹ thuật chúng tôi đã đặt ở dưới phần
mô tả, thì khi hết video thì quý vị sẽ bớt chút thời gian để xem ở dưới phần mô tả. Hoặc quý vị có thể truy cập vào Zalo 0986 883349 để lấy hình ảnh. Hoặc truy cập vào fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Bộ bàn ghế Minh Hồng này được làm theo nét cổ ngày xưa. Chân quỳ dạ cá, chân cong. Và vách là vách đục tứ quý. Vì sao chúng tôi lại gọi là Minh Hồng? Vì phần trương là chúng tôi đục nguyên bằng hoa hồng và chim chỉ nên có thể gọi đây là bộ Minh Hồng. Nếu như bộ Minh Đào thì trương chúng tôi chạm quả đào. Tôi xin nhắc lại thông số của chiếc ghế đơn là dài 87, rộng 66 và cao 1m22 để cho quý vị dễ hình dung và tham khảo kích thước trên thị trường. Trong các clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu những bộ bàn ghế Minh Đào, Tần Thủy Hoàng, ghế Âu Á Hộp, quý vị có thể xem thêm. Toàn bộ phần vách này chúng tôi chạm tứ quý, ván dày 2 phân và phần trương cũng được chọn vân, chọn gỗ. Quý vị có thể xem đây. Nếu quý vị ở xa mà không về được thì quý vị có thể xem qua YouTube và đặt hàng online. Chúng tôi vẫn nhận 24 trên 24 và đúng mẫu mã quý vị gửi cho chúng tôi. Toàn bộ phần khuôn tranh là chúng tôi làm dày 4 phân. Quý vị muốn theo dõi những sản phẩm của chúng tôi đưa lên thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây có thể được đánh giá là một bộ bàn ghế hàng siêu kỹ. Clip trước chúng tôi đã giới thiệu bộ bàn ghế sơn thủy gỗ mun rồi. Quý vị có thể truy cập vào để xem thêm. Khi hết video này thì chúng tôi sẽ để link các cái bộ bàn ghế để quý vị có thể theo dõi thêm ở phía dưới video. Đây, chiếc bàn là chúng tôi làm 76 x 1m52. Trên cong. Bàn đục sen cò. Quý vị nào thích bàn trơn thì chúng tôi sẽ để mặt bàn trơn. Quý vị hãy gọi cho chúng tôi theo hai số, chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip.